được Lý Tiểu Long tin tưởng, Hồng Kim Bảo mang ân. Lo đào tạo thất tiểu phúc nổi tiếng các vong công gì đào phát triển được những ngôi sao có thực lực võ thuật. Bảy cậu bé nhỏ của nhóm thất tiểu phúc năm đó sau nhiều năm miệt mài luyện võ đã biến thành các diễn viên, đạo diễn, chỉ dẫn võ thuật hàng đầu xã giải trí vong công. Trong đó, Hồng Kim Bảo, Thành Long, Nguyên Bưu là những tên tuổi nổi tiếng gì có cuộc sống viên mãn giàu sang và quyền lực nhưng cũng có những người đồng môn của họ không có được may mắn như vậy, tiêu biểu là sao võ thuật Nguyên Qua. Nhóm Thất Tiểu Phúc tụ hội sau 40 năm. Nguyên Hoa sinh năm 1950, là nhị đệ tử của sư phụ Du Chim Nguyên. Vì vậy, trong nhóm Thất Tiểu Phúc, có thể coi ông là đại ca của cả Thành Long và Hồng Kim Bảo. Trong nhóm Thất Tiểu Phúc, Hồng Kim Bảo là người thân thiết nhất với Nguyên Hoa hai người có nhiều kỷ niệm thời ấn thơ cảm động. Khi thế hệ 14 tuổi, tôi và anh Nguyên Hoa Soàn đánh giỏ với nhau. Có lần tôi bị thầy phạt nên chạy trốn 3 ngày liền. Lúc đó chỉ có Nguyên Hoa là kính đáo mang cơm đến cho tôi ăn. Cuối cùng tôi vẫn bị thầy cầm về trường. Biết Nguyên Hoa giúp tôi nên thầy đã phạt đánh anh tám 80 gậy. Từ đó về sau tôi nói với Nguyên Hoa rằng anh cứ đánh tôi đi, tôi sẽ không đánh lại, Hồng Kim bảo thể. Nguyên Hoa được đánh rét mức là võ sư kim diễn viên tài hoa và thực lực nhưng lại soàn may mắn trong sự nghiệp. Ông mở màn bước chân vào xã giải trí với tư cách diễn viên đóng thế cho Lý Tiểu Long trong phim Tinh Võ Môn năm 1972. Các động tác võ thuật của ông thể hiện quá đẹp khiến Lý Tiểu Long phải khâm phục. Quyền thoại võ thuật mời ông nối tiếp hợp tác trong phim Long Tranh Hổ Đấu trong bộ phim này lý tiểu long có cú ra đòn đi vào sử sách điện ảnh võ thuật là cú lộn người đá cho đối phương té gục động tác này thực ra do nguyên hoa đóng kế. nguyên hoa và lý tiểu long lý tiểu long từng bày tỏ muốn giới thiệu nguyên hoa với các tên tuổi lớn trong ngành để giúp ông thành diễn viên nổi tiếng nhưng tiếc rằng cơ hội chưa tới thì lý tiểu long đã chợt ngột qua đời khiến nguyên hoa vô cùng đau xót khi nghe tin Lý Tiểu Long qua đời, Nguyên Hoa đã rơi vào trầm cảm tâm lý. Ông không đóng phim trong suốt 2 năm liền mà chỉ đi chạy diệt giặc khiến sự nghiệp bị rét đoạn. Đến thập niên 90, Nguyên Hoa thế hệ có cơ hội trở lại với nghề đóng phim nhờ mối duyên với Châu Tinh Trị. Hai người hợp tác trong khá nhiều phim như Tình Thánh, Truyền Nhân Của Rồng, Mạng Họa Quy Long, Độc Bá. Nguyên Hoa và Châu Tinh Trị có thời gian hợp tác khá dài khi cầm cặp với châu tinh trì nguyên Hoa soàn nhập vai phản diện nhiều lúc diễn cả vai vui nhộn và gây được tuyệt hảo mạnh với châu tinh trì sau này tinh gia mời ông tham gia trong tuyệt đỉnh cung phu năm 2005. nghìn diễn này đã mang lại cho nguyên Hoa hàng loạt giải nam phụ xuất sắc trong các lễ trao giải danh kết mức của vong công như kim tượng kim tử tin đây có thể coi là đỉnh cao duy nhất và sau cuối trong sự nghiệp của nam diễn viên khả năng như thiếu may mắn nguyên hoa trong tuyệt đỉnh cung phu. Tuổi già đau ốm, chạy ăn từng bữa. Năm nay, sao võ thuật nguyên hoa đã bước quý phái tuổi 68. So với các đồng môn trong thất tiểu phúc, cuộc sống của ông đúng là khác biệt một trời một vực. Nếu Thành Long, Hồng Kim Bảo được sống trong biệt tự quý phái trọng thì Nguyên Hoa lại thua trọ trong khu lao động nghèo ở Hong Công sau khi hợp tác với Châu Tinh Trị, Nguyên Hoa được đài ký hợp đồng nhưng mức lương chỉ vô cùng ít ỏi, khoảng 2.000 đô la quang công khoảng gần 6 triệu đồng, một tháng. Ông có chuyển quyết phái đầu quân cho đài nhưng không khả quan hơn. Người gamer thủ cũ trong đài cầm gặp gỡ Nguyên Hoa đang ăn cơm một mình ở quán dân giả bên dĩa hè. Khi đã ở tuổi gần 70, cái tuổi mà nhiều diễn viên đã chuyển quý phái nghỉ ngơi hoặc làm công việc sau hậu trường thì Nguyên Qua vẫn phải chạy dậy để có được các vai diễn nhỏ trong phim truyền hình. Ông cho biết có khi phải làm việc suốt 12 tiếng đồng biển trên trường quay nhưng tiền các xe chẳng đáng là bao. Muốn kiếm thêm tiền ư, ừ, ai mời tôi đóng phim đây? Chỉ là gắn kiếm sống qua ngày. Cũng có người tìm tôi đóng phim đấy nhưng rất ít tôi đành nhận đóng dậy, Nguyên qua vô sót chia sẻ. Ông cũng tâm sự từ thời trẻ do gương mặt không điển trai, thân hình gầy buộc nên các đạo diễn không thích ông. Về già, ông lại càng khó kiếm dai hơn. Không chỉ sống nghèo khó, Nguyên qua còn bị đau ốm hành hạ. Những di chứng của vết yêu mến từ thời luyện võ, đóng thế khiến ông đau nhức toàn thân. Nguyên Hoa thừa nhận những năm gần đây, khi tiền đóng phim không đủ sống ông phải sống nhờ tiền trợ cấp xã hội. Nguyên Hoa tuổi 68